Thưa quý vị và các bạn, lũ chồng lũ đã không chỉ khiến cho đời sống người dân tại nhiều nơi ở Hà Tĩnh rơi vào tình trạng kiệt quệ, khó phục hồi kinh tế khi thiếu tư liệu sản xuất. Đặc biệt sau khi lũ rút, tình trạng sạt lở đất diễn ra khá nghiêm trọng và uy hiếp đến tính mạng, tài sản của nhân dân. Con đường liên thôn thuộc xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh giờ đây đã bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt thôn xóm. Nước lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền hơn 5 mét. Toàn bộ hệ thống tường rào của trường tiểu học Cẩm Duệ cũng bị nước lũ đánh sập. Hiện sạt lở đất đang uy hiếp trực tiếp đến nhà cửa và tính mạng của người dân. Nhà dân là bị trút lử, là có như là nhiều đoạn đường là bị cắt đứt, không đi được, nhà cửa là bị sập hết cả, có tài sản của nải như trong nhà là trôi hết, cũng có cái gì dùng là hết cả. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được hơn 100 chiến sĩ tiến hành gia cố các đoạn sạt lở. Tuy nhiên, sau đợt sạt lở kéo dài, mực nước sông sâu, chảy xiết nên có thể phải mất từ 1 cho đến 2 ngày tới mới khắc phục xong tình trạng sạt lở. Về lâu dài thì chúng ta các cái vị trí này thì cần phải có một cái biện pháp nó mang tính kiên cố, đó là cần phải kè chống sạt lở. Hiện mực nước sông Ngàn Sâu, sông La vẫn ở mức cao. Tính đến nay, mưa lũ đã ngập lụt 49 xã của 7 huyện với 5.200 hộ. Hiện nay, hàng chục hộ dân sống ngoài đê La Giang, huyện Đức Thọ vẫn đang bị cô lập. Chính quyền địa phương đã huy động phương tiện tàu thuyền để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho nhân dân. Hàng nghìn cán bộ chiến sĩ đến các cái khu vực sạt lở, gia cố để bảo đảm an toàn cho người dân. Lần nước rút đến đâu thì lực lượng vũ trang huy động giúp nhân dân khắc phục hậu quả đến đó, nhanh chóng ổn định tình hình và ổn định cuộc sống cho người dân. Hiện người dân Hà Tĩnh đang đối mặt với nhiều khó khăn do lũ lụt, mưa lớn, sạt lở đất và cả lốc xoáy. Hàng ngàn hộ gia đình đang lâm vào cảnh trắng tay sau lũ, đối diện với cảnh tái nghèo, mất tư liệu sản xuất khiến cho việc khôi phục sản xuất rơi vào ngõ cụt.